Một màu vô cùng quan trọng, nếu không có màu này mình sẽ không thể vẽ được. Ngoài ba màu cơ bản vàng, xanh, đỏ thì có một màu cũng rất quan trọng với mình khi vẽ màu nước. Đó chính là màu đen. Ba ban màu này đều thuộc tông đen. Và mình cũng sử dụng nó rất nhiều, bạn có thể thấy độ lõm của màu. Tuy là màu đen nhưng chúng cũng khác nhau một tí. Ví dụ đây là màu không quá đen, nó hơi xám dù pha đặc. Đây cũng là một màu đen nữa, nhưng nó đậm hơn nhiều. Màu này cũng là màu đen nhưng có ánh xanh lạnh. Nhìn thì có vẻ rất giống nhưng nó sẽ hơi khác khi xịt ăn gần nhau. Khi tô thì mình thường pha màu đen để lấy các màu trầm hơn. Dĩ nhiên ba màu đen kia cũng có thể pha thành nhiều màu tông đậm khác nữa, sẽ giúp tranh có các mảng tối mà ba màu cơ bản chưa pha được. Ví dụ như mình pha thêm tím để có màu tím than phù hợp với tranh này. Vì vậy nên màu đen rất quan trọng với mình khi tô màu. Một bộ màu cơ bản với mình mà không có màu đen thì sẽ rất khó sử dụng. Bạn có nghĩ vậy không? Với bạn thì màu nào quan trọng nhất?